Chào tất cả các bạn đến với chương trình Dùng MacBook mỗi ngày của kênh công nghệ TLD. Hôm nay thì mình có nhận được một câu hỏi của một bạn độc giả về chủ đề MacBook như này. Cho em hỏi là vừa hôm qua em mới mua một chiếc MacBook Pro phiên bản năm 2018 và theo thông số của nhà sản xuất thì là dùng được pin 10 tiếng. Nhưng khi em về em dùng thực tế thì theo bạn nói là có lướt Facebook này, có xem phim và để độ sáng màn hình khá to và có nghe nhạc. Cho em hỏi là em dùng được mỗi 5 tiếng. Thì thưa hỏi chương trình là liệu chiếc MacBook này có phải bị lỗi pin hay không? Thì mình sẽ trả lời câu hỏi cho bạn này và cho các bạn hiểu như này. Thưa các bạn, là thông số của nhà sản xuất khi đưa ra thì bao giờ kể cả những người bán hàng như chúng mình cũng bao giờ trừ hao đi một chút. Khi nhà sản xuất đưa ra ví dụ chiếc MacBook Pro phiên bản 2018 thì người ta sẽ đưa ra thông số khoảng 10 tiếng. Các bạn lưu ý là khoảng 10 tiếng thì nó chưa phải là chính xác tuyệt đối. Bởi vì thưa các bạn, là khi chúng ta dùng máy thì nó sẽ có ví dụ các bạn mở một tab web hoặc là các bạn xem phim, các bạn bật loa, độ sáng màn hình hoặc là những ứng dụng chạy trên máy. Nếu chạy càng nhiều ứng dụng, màn hình sáng, loa to thì đồng nghĩa việc cái thời lượng pin của nó sẽ nhanh hết hơn và cái hiệu năng chúng ta sử dụng phần mềm nó nặng và hiệu năng chúng ta sử dụng không sử dụng gì trên máy nó khác nhau hoàn toàn. Đối với những một chiếc MacBook Pro theo như mình mà mình bán kinh nghiệm của mình thì nó sẽ trụ được khoảng 4 đến 5 tiếng nếu như chúng ta sử dụng màn hình sáng 60%. Chúng ta xem phim, chúng ta nghe nhạc và chúng ta sử dụng thêm một vài phần mềm chẳng hạn như ứng dụng Facebook, Zalo hay gì đó chúng ta sử dụng trên máy thì nó sẽ dùng khoảng 4-5 tiếng thôi các bạn ạ. Nguyên nhân ở đây đó là cái máy nó chạy quá nhiều ứng dụng thì nó đồng nghĩa việc cái máy nó sẽ xử lý nhiều thông tin và xử lý nhiều luồng thông tin trên máy thì pin nó sẽ hao hơn. Còn theo thông số của Apple thì mình cũng nói luôn, họ sẽ nói là khi chúng ta nghe nhạc trên iTunes và bật nhạc nhưng với điều kiện là màn hình nó không sáng, bởi vì các bạn thử hiểu nếu chúng ta chỉ bật nhạc không, màn hình không sáng thì đồng nghĩa việc là tắt cái màn hình đi hoặc có thể sử dụng ít các phần mềm trên máy thì đâu cái máy nó sẽ hoạt động ở mức là bình thường. Nó gọi là trong môi trường lý tưởng thì nó hoàn toàn vẫn có thể trụ được 10 tiếng, nhưng nếu làm việc nhiều việc cùng một lúc trên một cái máy thì thời lượng pin nó sẽ giảm xuống. Thì các bạn chú ý cho mình, nếu chúng ta mua máy mới thì bao giờ nó sẽ có dung lượng pin trên máy để chúng ta kiểm tra xem dung lượng của nó có đúng theo nhà sản xuất đưa ra hay không. Còn nếu mà đúng thì nó hoàn toàn bình thường. Và câu hỏi thứ hai mình xin trả lời. Cho em hỏi nữa là chiếc MacBook của em về thì em thấy là sử dụng nó khá nóng. Nhưng mà em chạy các chương trình thì không thấy nó treo. Thì cho em hỏi nó nóng như này thì nó có ảnh hưởng gì hay không? Mình sẽ trả lời bạn như này. Thực ra dòng MacBook từ ngày xưa đến giờ nó là một sản phẩm rất cao cấp của Apple và lớp vỏ của nó hoàn toàn bằng hợp kim nhôm được đúc kiểu dạng như UD body, có nghĩa là liền khối. Như các bạn biết thì hợp kim nhôm bao giờ nó cũng dẫn điện. À quên, xin lỗi anh em, là nó dẫn nhiệt. Chính vì thế chiếc máy này thì nếu như thực tế của nó thì nó sẽ nóng hơn so với những chiếc máy mà được trang bị kiểu chẳng hạn như là vỏ bằng nhựa hoặc cũng có thể là những sản phẩm mà nó tản nhiệt tốt thì nó dày thì nó sẽ tản nhiệt tốt hơn. Nhưng mà MacBook thì mình cũng đã dùng thâm liên từ ngày xưa đến giờ rồi. Mình khẳng định với anh em MacBook dùng nóng vãi đái luôn. Nếu mà chúng ta mà chạy bình thường mà mùa hè ấy, nói bảo vậy chứ một chiếc kể là mình dùng rất là đắt tiền như này. Mình chạy các ứng dụng rất nặng vào mùa hè hay mà còn đùi, nếu để trên đùi nó nóng rất khó chịu. Đó hoàn toàn là điều thực tế mà đã gặp rất nhiều. Đây có lẽ cũng chỉ là những cái điểm yếu trên dòng MacBook mà mình nói thẳng ra là nó có hiện tượng nóng hơn những chiếc máy bình thường. Bởi vì các bạn thử biết là nó thiết kế nó mỏng như này. Nếu nó đã mỏng thì chắc chắn hệ thống tản nhiệt của nó mặc dù là hai quạt vẫn đủ cái nhiệt độ cho phép của hãng. Ví dụ như trên chiếc MacBook nếu test được hiệu năng cao thì nó sẽ nóng khoảng 70 đến 80 độ. Nếu mà 70 80 độ thì vỏ nhôm nó dẫn nhiệt thì để trên đùi thì cái việc nó nóng mà cảm giác khó chịu thì chắc chắn các bạn không thể tránh khỏi. Trấn an với các bạn thì nhiệt độ như này vẫn được gọi là cho phép. Chỉ có điều nó sẽ gây khó chịu cho người dùng thôi. Trường hợp là chúng ta để tay lâu ở trên máy hoặc là chúng ta để trên đùi thì nó sẽ gây khó chịu. Còn nếu mà hiệu năng của máy thì nó hoàn toàn sử dụng bình thường nhé các bạn nhé, hoàn toàn không làm sao cả. Và một có câu hỏi mình nhận được cũng khá nhiều chủ đề MacBook nữa, đó là dòng sản phẩm mới của 2016, 2017 và 2018 thì có phải là bàn phím nó có hay lỗi không? Thì thưa các bạn, là mình cũng bán tương đối nhiều và bản thân mình cũng có trải nghiệm. Và hiện tượng phím lỗi thì đúng thật, nói thẳng với các bạn là nó có nhưng mà rất ít. Bản thân mình bán ra hàng nghìn máy cũng chỉ có 1-2 máy gặp vấn đề, có nghĩa là về phím. Như các bạn trở nam với các bạn thì Apple đã trả lời chính xác với các bạn, nếu vòng đời máy của các bạn mua 2016 thì các bạn sẽ được bảo hành bàn phím đến năm 2020. Nếu mà chúng ta bị lỗi phím thì Apple họ sẽ đổi cho các bạn một cái bàn phím khác hoàn toàn miễn phí trong chu kỳ 45.
chẳng có nghĩa lý gì chúng ta lại không tin tưởng hãng cả. Với mình thì Apple cái dịch vụ bảo hành của nó rất tốt, nếu không phải lỗi do các bạn thì chắc chắn sẽ được Apple bảo hành. Còn lỗi thứ hai nữa là anh em có hỏi là các dòng mới liệu có bị bong chống lóa như các sản phẩm cũ hay không. Mình sẽ trả lời luôn cho anh em. Trên dòng sản phẩm 2018 thì mình chưa trải nghiệm nhiều thì mình chưa dám nói, nhưng mình khẳng định dòng 2017, 2016 vẫn bị bong chống lóa như bình thường. Bong chống lóa ở đây là gì? Nếu các bạn quen sử dụng Apple thì các bạn biết là ngoài cái lớp màn hình như này, nó sẽ có một cái lớp kiểu dạng như để nó tráng, nhìn chống lóa, có thể là giúp cho cái màn hình nó sáng, nó đẹp hơn. Thì mình cũng chả biết đây là chất gì, nhưng nói chung là bọn mình gọi là bong chống lóa. Thì trên các dòng sản phẩm gọi là thâm liên trên màn hình Retina đi, từ 2012 này đến 2016, 2017, 2018 bây giờ vẫn có hiện tượng bong chống lóa. Apple vẫn công nhận nếu như các bạn bị bong chống lóa thì Apple sẽ đổi bảo hành cho các bạn hoàn toàn miễn phí. Đây là rất đáng đồng tiền và đây là tin vui. Một hãng uy tín trên thế giới, và mình nghĩ nếu mà dịch vụ bảo hành của Apple thì không có hãng nào làm được như vậy. Nói thực sự các bạn thì họ đã tính vào giá các bạn mua hết rồi, bởi vì chúng ta phải bỏ ra một cái giá thành rất đắt. Chính vì thế chúng ta phải nhận lại được những cái dịch vụ hoàn hảo của Apple. Còn kể cả thực tế ngày xưa thì các bạn biết là dòng MacBook mình còn nhớ gần đây nhất đó là dòng 2011. Nếu lỗi cả màn hình, mặc dù đến tận năm 2015, nếu lỗi cả màn hình nha, vẫn được Apple đổi mới cho các bạn cả một cái bộ ngọc chủ. Mặc dù thực tế là một chiếc MacBook thì chỉ được Apple bảo hành 1 năm thôi, và nếu chúng ta có mua gói kè của họ thì họ bảo hành 3 năm. Nhưng mà đến dùng đến 5 năm sau mà đến lỗi cả màn hình vẫn được Apple đổi mới thì mình cho là cái hãng này làm ăn được. Còn kể cả màn hình họ dám công nhận là bàn phím lỗi thì họ đổi, nhưng mà mình nói với các bạn tỷ lệ rất là thấp. Còn nếu mà cảm giác gõ của dòng 2016, 2017, 2018 thì mình nói luôn không bằng cảm giác gõ của dòng 2015 đổ xuống. Với mình những cái bàn phím nó cứ lổi to, rõ ràng mình gõ thì có cảm giác nó sướng hơn. Nhưng không có nghĩa lý là những phiên bản mới nó nhận diện bàn phím không tốt. Gõ hoàn toàn nhận diện bàn phím ok ngon lành nha các bạn nhá. Còn câu hỏi cuối cùng mình trả lời cho anh em, đó là các dòng sản phẩm MacBook Pro phiên bản 13 inch và phiên bản 15 inch mới. Rất nhiều trang công nghệ diễn đàn đã PR trên thế giới là khi ra mắt nó bị quá nhiệt. Thì cho em hỏi là liệu có đáng tiền để bỏ ra mua hay không? Liệu quá nhiệt thì có phải thật hay không? Thì mình dám khẳng định với anh em như này, thì không biết đây là chính sách của Apple hay là chiêu PR của họ thì mình không biết. Nhưng nếu để nói thực tế, cái thời điểm hiện tại và khi Apple cập nhật phần mềm mới thì hiện tượng quá nhiệt của nó đã giảm đi và phần cứng hoạt động khá ổn định. Và khi mình test qua phần mềm, mình hôm nào thì mình sẽ làm một video mình test riêng, thì nó hoạt động hoàn toàn bình thường. Và hiệu năng của nó thì một số bạn còn bảo là giật tít, bảo là không đủ nhanh bằng phiên bản năm 2017. Xin lỗi các bạn, đây là những cái thông tin hoàn toàn không chính xác các bạn nhé. Phiên bản năm 2018 được nâng cấp vi xử lý rất mạnh mẽ i7 hoặc i9. i7 của nó 6 lõi 12 luồng, chắc chắn hơn vi xử lý i7 4 lõi 8 luồng. Làm sao có chuyện 6 lõi 12 luồng này hoạt động không ổn định bằng dòng thế hệ thứ 2017 được? Đó là thông tin thất thiệt. Thứ hai nữa là cập nhật phần mềm thì máy đã mát hơn và cũng hoạt động khá là trơn tru, bản thân mình cũng đã trải nghiệm rồi. Có sản phẩm cái nhiệt độ quá, thứ nhất là mình trả lời luôn là đã fix được. Và thứ hai, hiệu năng chắc chắn nhanh hơn dòng 2017. Theo Apple thì với phiên bản Core i9 của phiên bản 2018 nó nhanh hơn đến 70%. Hiệu năng cùng cấu hình của phiên bản năm 2017 thì thôi cứ trừ hao đi một chút thì mình cứ tính 50% thôi. Thế là cũng đã nhanh rồi, còn những cái công nghệ mới thì mình khẳng định nó phải hơn chứ. Làm sao có chuyện nó lại kém hơn 2017 được, đó là những cái thông tin hoàn toàn không đúng. Còn đối với màn hình, nó là công nghệ cảm biến nhiệt. Hôm vừa rồi mình đã nói là cảm biến theo cái môi trường ấy, nó gọi là màn hình chi tông ấy. Mình cũng đã test thử màn hình sáng hơn anh em ạ. Màn nhìn của nó khá sâu, mặc dù vẫn dừng lại ở 3K, nhưng mà cái điểm ảnh mà hôm vừa rồi hôm qua mình cũng đã phân tích cho anh em ấy, độ sáng lên đến 500 nits, và những cái giải màu nó tăng hơn đến 25% sRGB. Mình khẳng định là màn hình nó sẽ hơn, chứ không có chuyện là một sản phẩm mới thì bảo các ông đang nói là tung đủ chiêu lên là bảo nó không bằng sản phẩm cũ, không có nha các bạn nhá. Chúng ta có tiền, các bạn đã chót dùng Apple rồi, thích thì cứ mua đi, chẳng vấn đề gì đâu. Lỗi đã có hãng bảo hành. Và bây giờ thì chương trình của mình xin đến đây là khép lại. Thân chào anh em và hẹn gặp lại.